KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Xin nhắc lại là thưa quý vị, trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát tọa lạc trên lầu 2 thương xá Phú Lộc Thọ, căn 214, bút số 8 và số 9. Từ cửa trước thương xá Phú Lộc Thọ đi vào đến sân khấu chính, lên cầu thang sau lưng sân khấu, đi về phía sau thì trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát nằm bên tay phải. Số điện thoại là 714-305-8089. Mua vàng và hộp xoàn tại trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát không cần phải đấu giá, không hồi hộp, không chờ đợi. Chỉ cần là quý vị chuẩn bị giấy viết ghi lại những món nữ trang quý vị yêu thích và gọi ngay, đừng chần chờ. 714-305-8089. Sau đây chị Bích sẽ giới thiệu tiếp những món nữ trang trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Quý vị, trước khi qua món số 9, quý vị nhớ đừng quên lên YouTube. Lên YouTube là quý vị cứ đánh vào KNP Đại Phát, rồi cái năm trước, năm là 2017, kế tiếp là cái tháng là tháng 11, cái ngày là ngày 10 của năm của tháng 11 này, thì quý vị sẽ thấy được cái show mới. Với lại là cái đài 57 thì không còn nữa, thì mình bây giờ đang là đài 18.9. Nhiều khách hàng cũng complain, các bác lớn tuổi không biết mở cái đài 18.9, thì quý vị phải scan lại cái TV thì quý vị mới coi được. Còn không, nhiều bác cũng complain là không coi được. Thành ra là nếu các em, các anh để ở nhà thì giúp các bác mà scan lại cái TV thì quý vị mới coi được nhé. Đây là món số 9, là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 100 cái viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn, chính giữa là 5 ly 5. Nước Eye Color VVS1 cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent là None. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.200 đô. On sale tuần này chỉ có là 2.480 đô. Cái xoàn 5 ly 5 mà nước Eye Color VVS1 chỉ có là 1.800 đô. Cái mặt xoàn là 608, hai cái cộng lại là 2.480 đô. Qua món số 10 là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 14 cái viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn, chính giữa là 5 ly 7. Nước Hex Color IF cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent của viên này là None. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.800 đô. On sale tuần này chỉ có là 3.050 đô. Cái xoàn 5 ly 7 mà nước Hex Color IF chỉ có là 2.500 đô thì quá rẻ quý vị. Còn cái nhẫn xoàn là 550, hai cái cộng lại là 3.050 đô. Qua món số 11 là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 46 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn, chính giữa là 1 carat 03. Nước J Color VVS1 cộng với 3 cái Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Viên này có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Giá thị trường là 6.500 đô. On sale tuần này chỉ có là 5.280 đô. Cái xoàn 1 carat 03 mà nước J Color VVS1 chỉ có 4.100 đô thôi quý vị. Cái nhẫn xoàn là 1.180, hai cái cộng lại là 5.280 đô. Qua món số 13 là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K,
có khoảng là 20 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 0.5. Nước key color IF cộng với 3 cái excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.200 đô. On sale tuần này chỉ có 4.250 đô. Cái xoàng 1 carat 0.5 mà nước key color mà được IF chỉ có 3.800 đô. Cái nhẫn xoàng là 450, hai cái cộng lại là 4.250 đô. Qua món số 14 là một cái mặt xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 20 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 4 ly 2. VVS1 là 2 vi đó, sạch đẹp đó quý vị. Nước E-Color, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 900 đô. On sale tuần này chỉ có 730 đô. Cái xoàng 4 ly 2 mà VVS1 nước E-Color chỉ có 450 đô. Còn cái mặt xoàng thì chỉ có 208. Hai cái cộng lại là 730 đô quý vị, quá đẹp. Qua món số 15 là một cái đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 20 viên xoàng nhỏ cộng với hai cái viên xoàng, mỗi viên là 4 ly. VVS1 là 2 vi đó quý vị, nước E-Color, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.400 đô. On sale tuần này chỉ có 1.150. Cái xoàng 4 ly VVS1 mà nước E-Color chỉ có là 800 đô, 800 đô cho 2 viên quý vị. Mỗi viên vẫn còn on sale là chỉ có là 400 đô mà thôi. Bông tai thì cả 350, hai cái cộng lại là 1.150. Qua món số 16 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 36 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 75. Hấp dẫn quý vị. Gần 2 carat, 1 carat 75 mà nước J color mà còn được IF nữa quý vị. Cộng với 3 cái excellent là 8 trái tim và 8 mũi tên. Cái viên này thì hấp dẫn chưa từng thấy, là đường kính của viên này được 7 ly 68. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 13.000 đô rồi. On sale tuần này chỉ có 10.800 đô quý vị. Xoàng 1 carat 75 mà nước J color mà được IF chỉ có 9.500 đô. Còn cái nhẫn xoàng là 1.300, hai cái cộng lại là 10.800 đô. Đây, tất cả là 16 món, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích, và sau đây Phạm Khánh sẽ lặp lại 8 món nữ trang kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Món thứ 9 đó là một mặt xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàng nhỏ, cộng một viên xoàng 5 ly 15. Nước iColor BBS One 3 Excellent, giá on sale là 2.480 đô. Món số 10 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 14 viên xoàng nhỏ, cộng một viên xoàng 5 ly 7. Nước Hatch Henry Color IF 3 Excellent, giá on sale là 3.050 đô. Món số 11 có một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 46 viên xoàng nhỏ, cộng một viên xoàng 1.03. Nước J. John Color VVS One 3 Excellent, giá on sale là 5.280 đô. Món số 13 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 20 viên xoàng nhỏ, cộng một viên xoàng 1.05. Nước K. Carry Color IF 3 Excellent, giá on sale là 4.250 đô. Món số 14 đó là một mặt xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 20 viên xoàng nhỏ, cộng một viên xoàng 4 ly 2 VVS One 3 nước E-Color, giá on sale là 730 đô. Món số 15 đó là một đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 20 viên xoàng nhỏ, cộng 2 viên xoàng 4 ly, VVS One nước E-Color, giá on sale là 1.150 đô. Và món số 16 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 36 viên xoàng nhỏ, cộng viên xoàng 1.75, nước J. John Color IF 3 Excellent, giá on sale là 10.800 đô. Xin bị gọi ngay cho trung tâm học xoàng KMP Đà Phát ở số điện thoại là 714-305-8089. Sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trả lời ngay.
KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699.